Như vậy là ngôi mộ cũng đã được hoàn thành. Và bây giờ thì nó như một ngôi nhà rồi, đầy đủ tất cả các vật dụng. Và thậm chí còn có cả vật nuôi. Và mọi người cũng đã hoàn thành khi trong việc chôn cất một người mất. Xin chào các bạn. Các bạn thân mến nhé. Hôm nay thì Sơn và cả Hường đang đi dự một cái đám ma của người dân tộc Tày các bạn ạ. Và trong cái đám ma của người Tày, trong những cái phong tục tập quán của người Tày về đám ma cũng như là đám lễ, có những cái gì nó khác lạ. Thì cụ thể là trong video này thì Sơn sẽ ghi hình và truyền tải hết lên để cho mọi người xem, cho mọi người biết đến cái phong tục đám ma của người Tày nó như thế nào các bạn nhé. Chào chú các anh ạ. Chào bà. Sơn đang di chuyển lên trên. Cháu muốn đi vào cháu viếng viếng ông một chút được không? Vâng. Đặt lễ viếng ở đâu được ạ chú? Dạ. Qua làm cơ. Có cái trường rồi. Cho cháu đặt một chút lễ viếng. Hiện tại bây giờ thì Sơn đang có mặt tại trên ngôi nhà của gia đình. Và trước mặt quý vị đây thì là chiếc áo quan của ông. Và có rất là nhiều những cây hoa giấy cùng với cả các con cháu đang tập trung ở trên này để chuẩn bị đưa ông ra đồng các bạn ạ. Mỗi một dân tộc thì lại có một cái phong tục tập quán khác nhau. Vâng. Ông cho con hỏi là đây là những cái cây hoa giấy đúng không ạ? Vâng. Thế còn ở bên trên đây thì có những cái khăn, cái kiểu như là viếng vải lụa. Đây là của các cụ ngày xưa nó tự làm đấy. À. Tự diệt. Vâng. Mỗi dây này là nó tự diệt. Những cái này là. Cái này là mình tự diệt hết. Thế sau khi mà đem đi mai táng, đi cất ấy, thì có đem theo những. Bây giờ thì các con, các cháu ông đang làm những cái nghi lễ cuối cùng để chuẩn bị đưa ông ra đồng các bạn. Chú cho cháu hỏi thăm một tí, đây cái này gọi là cái gì chú? Đây này, cái đây ạ? Cái này ạ? Vâng. Theo phong tục Tày là cái này là đại lư. À, theo phong tục của người Tày thì đây gọi là cái đại lư ạ. Đại lư. Vâng. Cái này thì để cố định ở đây luôn đúng không ạ? Không, tí là phải mang lấy cái quan tài xuống là xong là lấy cái này là mang đi đốt. À, có nghĩa là sẽ đem khi đem đi cùng với cả lúc đi cất là đem cùng đi. Đem cùng. Và sau đó là sẽ đốt bỏ cái này. Đốt cả cái này. Dạ vâng. Rồi cháu cảm ơn chú ạ. Chỗ này thì người làng, người bản làm giúp và gia đình thì cũng đã làm sẵn những cái, đây gọi là những cái nhà. Đây là gọi là những cái nhà để sử dụng cho việc mai táng. Việc mai táng thì sau khi mà áo quan đem ra đồng cất thì xong rồi sẽ có một cái nhà như thế này. Được làm bằng tre, bằng nứa và lập lá cọ để che lên ngôi mộ của người mất. Và bay cất thì cũng gần với cả nhà thôi các bạn ạ. Và đây chính là cái vị trí để gia đình cất ông xuống là ở đây, ở ngay gần nhà. Thì đây theo như Sơn quan sát thấy thì ở đây là hình như Sơn cao có một cái cảm nhận rằng là hình như là đây là trước là có một ngôi mộ rồi. Đây là trước có một ngôi mộ của người nhà, gia đình ở đây rồi thì phải các bạn ạ.
Đây, như mọi người có thể trông thấy những bia, có những bia đá được để đây. Và đây có một cái đường lùn lên này. Ở bên giữa này thì hình như là còn có bị sập. Sập rồi. Đây, ở bên giữa đây. Và ở đây thì có những cái bia này. Có những cái bia mộ đã được chôn cất chắc là cũng cách đây cũng nhiều năm rồi. Theo như phong tục của người Tày thì sẽ có từ khu của gia đình một các bạn nhé. Đây, như các bạn thấy thì đây là một trong những cái bia. Đây cái bia này thì ở trên đây thì Sơn thấy là còn có cả chữ. Cái này thì là bia đá. Bia đá và cả chữ. Và ở phía đây thì Sơn thấy là có một người đất và đang bị sập. Thấy chưa? Sơn nghĩ rằng là ở bên dưới đây thì chắc là một ngôi mộ rồi. Nghĩ chắc là một ngôi mộ của một là người nào đó trong gia đình. Và ở phía bên kia nữa, Sơn thấy phía bên kia cũng có rất là nhiều những cái bia. Chú cho chó hỏi một chút là ông mất đây là tính đến ngày hôm nay là được mấy ngày rồi chú? Hôm nay là ngày thứ ba. Đến ngày thứ ba, có nghĩa là từ khi mất cho đến ngày hôm nay là ba ngày rồi. Thế là theo đấy là đây có phải là theo phong tục của người Tày là phải để ba ngày để con cháu cúng? Vâng, đúng rồi. Đấy, thế sau đó là mới bắt đầu đem đi cất. Dạ vâng. Thế có nghĩa là bây giờ chú cho cháu hỏi một chút nhá. Ở trên này thì cháu thấy rằng là kia bên trên kia thì cháu thấy là bên trên ở cái huyệt. Vâng. Bên trên cái huyệt mới kìa. Vâng. Thì có một cái bia mộ và vâng. Ở đấy hình như là có một cái nụ sạp bể. Đây hai chú cháu mình đi nhá. Hai chú cháu. Ông à, đây hai chú cháu mình đi lên đây. À bây giờ không lên được. Không lên được. Thế là bây giờ là chú là người nhà đúng không? Vâng, người nhà. Chú là người nhà mà khi mà đào huyệt thì lên được. À, lên được. Thế nhưng mà sau khi đào huyệt xong rồi thì... Chờ ngày mình đưa ông lên. Chưa đưa ông lên thì mình không được lên nữa. Không lên được nữa. Đó là theo cái phong tục người Tày. Thế như cháu là người bên ngoài thì cháu lên có làm sao không? Vẫn được mà. À. Nhưng bây giờ là không lên được. Chắc không lên được. Nhưng mà cháu là người ngoài thì cháu lên có... Không lên được. Cũng không lên được. Không lên được. Cũng không được lên luôn. Không được lên luôn. Ô nhưng mà cháu lên rồi thì có làm sao ạ? Không sao đâu mà. Đấy là mình không biết, coi như là mình không biết đấy. Cái đấy là mình tự nhiên mình lên đấy. Thế. Không sao, nói lên. Có nghĩa là theo như phong thủ người Tày là khi đầu huyệt xong là không được lên. Không được lên. Đúng rồi. Thế nhưng mà cháu đã vô tình cháu không biết cháu lên rồi. Không sao, cái đấy không sao. Coi như là mình không biết. À. Cái đấy là không sao. Thế cháu hỏi thêm một chút là nếu như mà có người nào biết mà vẫn cố tình lên thì nó sẽ như thế nào? Nó cũng ảnh hưởng kiểu trong nội tộc có phiệt khiết đấy, ví dụ thế. À. Có nghĩa là trong nội tộc là tộc mình là sẽ không tốt. Không tốt. Đấy tại sao mình đang như hôm qua đào huyệt nhá. Vâng. Thì hôm nay lên là đúng đến giờ thì khi ông này lên thì mình mới lên được. À. Đấy là theo phong tục của người Tày. Những người mà đã biết rồi mà khi đào huyệt xong thì không được phép lên. Không được phép bước chân lên cạnh huyệt đấy nữa. Lên chỗ huyệt đấy nữa. Đúng rồi. Thế ví dụ lên ở chỗ cái lán lá đây, cái nhà lá đây. Lá thoải mái. Thì được. Được. Nhưng mà lên cạnh huyệt. Lên cạnh huyệt cái lỗ đấy là nó lại khó. À lên cạnh huyệt thì lại không được. Không được. Nhưng mà cháu chỉ là vô tình, cháu cũng không hiểu về cái phong tục của người Tày mình rõ lắm. Thì cháu lúc nãy thì cháu cũng có lên để cháu ghi hình ở trên đó một chút rồi. Không sao đâu mà. Cái đấy không sao. Đấy không sao ạ. Không sao đâu. Vâng, bởi vì mình cũng là vô tình mà thực ra mình cứ người thật việc thật đúng không ạ? Dạ vâng. Cháu cảm ơn chú nhé. Không sao đâu mà. Cái đấy nó mình... Dạ vâng. Mọi người sẽ đưa những cái đồ vật và những cái lễ ra trước nhé. Để sau đó là ở bên trên nhà thì sẽ làm những cái phong tục cúng. Sau cúng xong thì sẽ bắt đầu là đưa áo quan xuống. Thank you.
Thank you.
lùm đùm à? Ở đây bên phải. Chú cho cháu hỏi là những cái cây này là xong bây giờ chặt để làm gì hả chú? Chặt để làm ngộ anh. À để kiểu như là để làm nhà đấy ạ. Dạng kiểu như làm nhà đúng không ạ? Vâng. Không làm nhà. Vâng. Làm sau khi cất cụ xong thì tất cả những cái đồ này là sẽ hỏa luôn. Vâng. Có... Như mọi người thấy tất cả những cái đồ mà khi mà cụ đấy, đốt hết, có nghĩa là chôn ông xong rồi thì sẽ đốt hết những cái đồ đi. Bao gồm là cả những cái hoa giấy hay là những cái đồ đạc sẽ đốt ngay lập tức. Và những cái nhà. Như vậy là những cái đồ ăn này là
được đem từ nhà đem ra đây, à, xong bây giờ lại bỏ ra. Bây giờ bỏ ra nhưng cúng, bỏ ra để cúng ở đây luôn ạ. Dạ. Cả con gà, con cá. À. Thế nhưng cái đồ này là đồ chín hết rồi đúng không? Đồ chín hết rồi. Dạ. Hàng ngày coi như hàng ngày là... ăn như nào là đấy cũng làm như thế. À. Có nghĩa là nó như bữa ăn hàng ngày đó. Vâng, vâng. Dạ. Đây tất cả là những cái món ăn hàng ngày. Khi còn sống ăn như thế nào thì khi mất thì cũng sẽ được đầy đủ như vậy luôn. Vâng. Đây là gà, là gà trống ấy. À. Gà trống hay là cá. Rồi. Ra thì cá chép nha, cá một con cá chấm. À và xôi này. Xôi. Đấy, một cỗ xôi xôi lếp khá to. Vâng. Và những cái thứ này thì cũng lát nữa là cũng để cúng ở đây luôn ạ. Đây. Xong là cúng xong cứ để đây luôn. Cúng xong cũng để đây luôn. Vâng. Bánh vâng. Này cũng... đây có cả bánh. Các loại bánh này luôn. Là bánh bánh, vâng. Bánh này là cháu về con rể là về tưởng nhớ là lấy. À. Lấy là lấy. Cái này là của con rể cháu rể. Vâng. Thế còn cho cháu hỏi là ở trong cái khăn màu hồng kia thì đó là những cái gì ạ? Đậu. Đây ạ. Đây ạ. Vâng. Màu khăn của con rể cháu rể ấy là trong có này tức là hay hoa ấy. À, đây nó cũng chỉ là hoa hoa giấy đấy. Khăn hoa giấy tức là khăn mặt của cho à, rồi rồi. Tượng trưng như nào? Sắn mình đấy cái sắn mình. Vâng. Dạ vâng. Nói chung là đồ ăn thức uống sẽ đầy đủ hết. Đầy đủ hết. Vâng. Đây là bên nội, đây là bên ngoại. À. Vâng. Cái khu vực ở bên kia ấy không? Cháu thấy là khu vực bên kia cũng có mấy ngôi mộ là cũng của gia đình luôn đúng không? Gia đình luôn. Vâng. Có nghĩa là cũng của gia đình. Cũng con bác. À. Con là đây là ngày xưa là 8 anh em trai. Vâng. Đấy là phụ là ở trên. Ba em trai sang bên này, vâng. Đây là trai cả đây. À, có nghĩa vẫn người gia đình mình. Ba trai dưới một gia đình. Dạ vâng ạ, cảm ơn ạ. Trước kia thì chung nhau một nhà thôi, trong phát triển với các cháu nó càng năm thì nhà cũng phát triển lên. Dạ vâng ạ. Bây giờ đông anh em các cháu. Vâng. Như vậy là khi sống, khi người sống còn có đồ như thế nào, dùng như thế nào thì khi mất đi cũng sẽ có đầy đủ như vậy luôn mọi người ạ. Từ đồ ăn thức uống cũng như là vật dụng đồ dùng sẽ có đầy đủ và cũng sẽ được làm nhà luôn. Sẽ được làm một ngôi nhà như thế này, lập lá. Đặt xung quanh thế này, sau đó là bạn sẽ thả một con gà sống vào đây nhé. Thả một con gà sống vào bên trong rồi nhé. Đồ ăn thức uống cũng sẽ để vào đây luôn. Đó là một con gà. Sẽ có một con gà được để vào đây luôn. Còn cái đây sang hàng khay tóm. Ừ. Lại cấn rồi bên đủng bên nó. Cái gì nó bằng con nào? Nó tính mất học giáo mà. Đầy đủ hết các vật dụng. Dép, quạt, dao này. Rồi đồ ăn, chậu, đồ sinh hoạt hàng ngày sẽ có đầy đủ hết. Cái con gà kia thì cứ để ở trong giọng kia luôn này. Tí thả. À tí chùm kia xuống. Chùm kia xong bắt đầu là sẽ thả nó ra chứ không để trong giọng ấy nữa. Không. Dạ vâng. Cạy mà tạt nồi thôi cúng. Cúng xong thì sẽ thả.
Chú mua mình gọt, gọi em xong ngọt khổ. Chú ớt nhỏ nhỏ khổ. Bây giờ thì mọi người sẽ bắt đầu nhấc cái mái lá này lên để lập lên ngôi mộ cũng như là ngôi nhà cho ông. Mọi người đang bắt đầu lập cái mái lá lên cho ông rồi. Như một ngôi nhà, như một mái nhà, một ngôi nhà gọi là ngôi nhà mới luôn đấy. Vâng. Cái này mà nó cọ dày nó phải chục năm mới hỏng. Cái này đúng rồi, nó cũng bền mà. Đây nó là đồ che lứa nên là nó cũng rất là bền. Những cái rào bên dưới này có khi nó sẽ mọt trước, nó sẽ hỏng trước nhỉ. Còn cái mái này khả năng là cũng còn sẽ là bền này. Mái lá cọ này nó cũng được lâu mà. Ở bên trong thì đã có đầy đủ tất cả những đồ vật dụng hàng ngày cũng như là cơm canh, mọi thứ đầy đủ cho ông ở bên trong ngôi mộ đây rồi. Và con gà sẽ được thả ra. Như vậy là ngôi mộ cũng đã được hoàn thành. Và bây giờ thì nó như một ngôi nhà rồi. Đầy đủ tất cả các vật dụng. Và thậm chí còn có cả vật nuôi. Và mọi người cũng đã hoàn thành khi trong việc chôn cất một người mất. Và bây giờ là rào xong cái này và buộc lại là coi như là xong hết, đúng không ạ? Dạ. Không động chạm thì nữa. Là không động chạm, để nguyên như thế này đấy. Để mãi như thế này luôn ạ. Dạ. Có người mất nữa thì mấy phát quang đi để làm huyệt cho người khác. Như vậy là theo phong tục của người Tày thì khi mà đã được chôn cất và làm thành một ngôi nhà như thế này rồi thì sẽ để mãi như thế này và không động chạm gì đến nữa mọi người nhé. Và sẽ đầy đủ như một ngôi nhà bình thường. Trên đó sẽ có tất cả các vật dụng, sẽ có tất cả các vật dụng đồ dùng như cuộc sống hàng ngày luôn. Có nghĩa là người mất và người sống dùng gì thì người mất cũng dùng vậy. Sẽ có đầy đủ như thế.